Hello, chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip trả lời bao nhiêu đây? 58 câu hỏi của anh em bình luận. Và cái câu hỏi này là mình đăng từ một tháng trước rồi. Xin 1.000 câu hỏi của anh em về ba anh em mình để mình làm riêng một clip trả lời. Xin 1.000 câu mà chỉ được có 58 câu thôi. Rồi bây giờ mình quay đến câu nào thì mình trả lời câu đấy cho anh em xem nhá. Rất là nhiều câu hỏi nha, mình lọc ra hết rồi, tìm hết rồi, bây giờ chỉ ngồi đọc xong trả lời cho anh em thôi. Rồi chúng ta sẽ đến câu đầu tiên. Anh Ngục ăn gì cao vậy? À, bạn ăn gì thì anh Ngục ăn đấy nha. Anh Ngục anh ăn cơm thôi anh ơi. Dạy em cách để thông chốt đi à? Bỏ em ạ. Cùng lắm vào xin các chú thả gì phải thông. Các anh nghĩ sao khi người ta nói bốc đầu đua xe là trẻ trâu? Thì đúng thật mà em. Đua xe bốc đầu đúng là trẻ trẻ trâu thật. Mà tuổi trẻ mà, không tránh được. Bạn bè chơi mình cũng chơi theo rồi. Người ta bảo phải chịu chứ. Các anh bốc đầu như thế bị công an bắt bao nhiêu lần rồi? Và lần bị nặng nhất là gì á? Bọn anh bốc đầu thì bị anh thì bị công an bắt 2 lần rồi. Còn ộp với là thằng Hải anh không biết. Anh bị bắt 2 lần. Một lần là phạt 4 triệu, một lần là phạt 7 triệu. Chứ không bị sao mà. Một lần cái bị nặng nhất là suýt là đi tù nhá. Em từ đó đấy là anh bỏ rồi. Rồi câu tiếp theo. Hướng dẫn bốc đầu không ngã. Em muốn bốc đầu mà không ngã thì cũng bốc cứt em ạ. Anh nói thật. Làm gì có ai bốc đầu mà không ngã. Ít ít thì ngã lần, nhiều thì 3 4 lần gì đấy. Như anh học thì anh ngã 2 lần, lúc biết bốc rồi thì ngã thêm mấy lần nữa. Sao anh không làm clip bốc đầu nữa? Anh bỏ em nha. Từ cái câu anh bị bế này, anh bị phạt tiền từ lúc đấy anh bỏ rồi. Ộp giờ còn bênh không anh? Anh không rõ, chắc là không đâu, vì ộp không có xe em ạ. Rồi các anh từng suy nghĩ về việc đua xe bốc đầu không ảnh hưởng đến mình nhưng ảnh hưởng đến XQ là gì? Xã hội à? Chắc vậy. Suy nghĩ về việc không ảnh hưởng đến mình. Thì đúng không ảnh hưởng đến mình. Anh bọn anh bốc thì bọn anh chỉ tìm những cái đường đường không có ai thôi, thì đúng là không ảnh hưởng đến ai thật mà. Còn những ông bạn mà không biết thì các bạn ra đường lớn mà bốc rồi. Nguy hiểm. Các chú bắt đấy. Anh Hộp sinh năm bao nhiêu? Hộp sinh năm 2004 bạn nha. Không có gì để nói, ba anh quá chất. Ok em Trần Huy Hoàng nha. Anh thay mất bao nhiêu cái hậu mới bốc với anh? Chưa cái nào em ạ. Biết bốc thì mới học thì chưa, ít lắm. Không vỡ được hẳn. Ba anh sinh năm bao nhiêu? Anh với anh Hải 203, Hộp 204 nha. Anh học trường nào Hà Nội với anh? Anh không học trường nào Hà Nội em nha. Bây giờ bạn đang ở Vĩnh Yên hay Hà Nội thế? Và bạn hiện tại giờ đang làm gì, lương tháng cao không? Ủa, mình có lúc ở Vĩnh Yên, có lúc ở Hà Nội. Nói chung là loạn hết cả lên. Còn mình làm về Facebook nha. Facebook và YouTube vậy. Cũng đủ để ăn. Các anh đã tiếp xúc với anh em Nghệ An chưa? Nếu rồi cho em xin nhận xét về anh em xứ Nghệ. Chưa em ạ. À, lúc mà có gì thì anh trả lời cho nha. Anh Ngục cũng bốc đầu câu này vừa trả lời rồi nha. Các anh sinh năm bao nhiêu, đang đi học hay đi làm? Sinh năm bao nhiêu nói rồi này. Bọn anh vẫn đang đi học nha. Bước sang năm 2021 là bỏ bốc đầu. Tất nhiên rồi. Kiếm tiền. Anh đã chơi với anh em Nghệ An chưa em ơi? Chưa có dịp gặp. Anh bốc đầu mấy lần? Bị bắt mấy lần? 2 lần nha. Phạt tổng cộng gần hơn hơn chục triệu. Công khai tuổi 17. Bốc đầu bố mẹ có biết có em ơi. Mới đầu thì chửi nhưng về sau thì thôi. Cả ba anh nghỉ học hết rồi à? Vẫn đi học mà em. Anh có niềm đam mê YouTube từ năm bao nhiêu ạ? Không, bọn anh quay chỉ quay nghịch thôi. Mới đầu bọn anh chỉ quay nghịch thôi. Nhưng mà anh em đăng ký nhiều, anh em bảo làm video thì mình làm. Cứ làm từ lúc đến bây giờ thôi. Bạn ộp công khai tuổi thật đi bạn. Với idol Hải ngáo ngơ không có trong tem thì mất vui. Ộp là 204 bạn ạ. Còn Hải ngáo ngáo thật đấy, không phải diễn đâu.
Anh Hải có chơi đồ không em ơi? Ngáo bẩm sinh rồi. Các anh review màu tóc và giá tiền đi. Cả ba thằng có đúng anh nhuộm tóc rồi. Anh nhuộm màu khói nhá, màu xám khói. Lúc anh nhuộm là tẩy 3 lần là hết 700. Cả nhuộm. Anh thích đi kiểu xe rider được không em ơi? Trước thì thích xe số nhưng bây giờ thì anh thích xe ga rồi. Xe ga hoặc 4 bánh. Đây, quay sát lại anh em xem. Cái chân đứng buồn cười. Boy phố ấy. Anh làm clip ăn bánh mì khổng lồ đi. Ok luôn. Anh còn bắt đầu không em ơi? Anh Vũ thì anh cao mét bao nhiêu? Anh gần mét 7. Anh không nhớ lắm không đâu. Sao bố mẹ các anh không quản các anh bốc đầu à? Bốc thì trốn chứ, cứ bảo là con không nghịch nữa, ra chỗ đường bằng vắng lại làm cái thì ai biết. Biết thì vẫn biết nhưng mà chửi thì thôi. Chửi vài câu vậy thôi. Anh Vũ thì anh có người chịu yêu chưa? Anh có rồi em ơi. Ba anh học trường nào vậy? Anh học trường đời. Anh Hải sinh năm bao nhiêu? Anh Hải 23 em ơi. Làm clip cầm phóng lợn đi giải phóng đi anh. Thôi em ơi, cầm phóng lợn ra giải phóng là quan trên bế đấy. Sao các anh thích làm trẻ trâu thế? Tuổi trẻ mà, mới có 203 đã lớn đâu. Vũ thì anh có em ruột hay anh ruột gì không? Nếu có thì đó là có anh của anh nhá. Anh có một anh nữa, mà đó là thông tin mật. Làm clip giả vờ đi cướp nó đánh cho đây em ạ. Anh có thể ra video thường xuyên được không ạ? Video chán như nào cũng được nhưng phải có mặt của anh ụp. Anh Hải, anh Vũ thì anh là vui rồi. Đừng ra dạo phố nhỉ? Ok em ơi. Một người xem thôi, anh cũng làm video. Tại nhiều lúc anh bận anh không quay được. Ba anh em là gì của nhau? Anh em mình là anh em bình thường thôi. Chơi với nhau như bình thường thôi. Bốc đầu có vui không anh? Mới đầu thì vui em ạ. Nhưng mà bị các chú bắt cái là không vui. Không vui thì nào. Thì anh sinh năm bao nhiêu? Mình 203. Ba em công khai rồi anh nha. Bốc đầu sao lại được gọi là idol? Tại sao idol lại đi xe quay? Bốc đầu tại sao gọi là idol à? Mình không biết à? Cái này là chắc là từ lâu lắm rồi này. Không hiểu anh nghĩ ra câu đấy luôn. Tại sao idol lại đi xe quay? Không quay thì đi gym bạn. Nhưng mà đa số bây giờ đều là đi quay hết rồi. Ông nào cũng có một con quay đi. Vũ Thành đã bốc đầu lâu chưa? À, mình bốc được bao nhiêu nhỉ? Mình bốc được từ đầu là cuối năm 2019. À cuối năm 2020 chứ. Cuối năm 2020. Đến bây giờ là được hơn năm rồi. Ui, đáng quay. Anh ụp. Ụp biết bốc là của mình luôn nha. Mình bốc là ụp biết bốc đấy. Tại sao Việt Nam chúng ta lại bốc đầu bằng xe quay mà nước ngoài người ta bốc bằng mô tô? Vì người ta có điều kiện bạn. Anh em Việt Nam mình chơi vui thì làm gì có. Mượn xe người nghịch thì biết bốc chứ. Nước ngoài lại khác. Sao anh Vũ thì anh không ra clip bốc đầu xe X2? Không có em ơi. Nếu mà có thì anh bốc cho em xem rồi. Rồi clip đến đây là mình trả lời hết rồi nha. Anh em mà muốn mình làm nữa thì cứ bình luận ở dưới video nha. Chào anh em, hẹn anh em ở những clip sau.